đây về mặt bài những bát chương này của anh em ngày nay nhân viên liên tục lại mua đó là về mặt học nghề đưa nó một một hà đưa một trẻ làm tên nghe viên ở đồn đẹp mua làm viên ở ca bài đi đi chúng tôi đang đại được học kỳ hay ngày mua một đồn đẹp nó quạt ban ở đa lề hay quạt viên thôi nhờ viên tôn là một nữ vẽ bài trường tại quạt viên chặt mua hàng quạt trong vẽ bài trường này tập về thấy tên nước quạt ban thành dễ đẹp mà mặt quạt hà mặt mặt nhưng tôi giới thiệu về chương xa là vừa nãy ở những trong cái chương những kê đài sắp là đăng bài nhớ về để mạng quạt lưu để về để tôn một đồn rèn làm gì chấm mạng quạt quất nè đó nè cô chật hay có sẵn lọc quạt mà đầy rồi xa ấy vừa hai đấy cứ đời xa chương quạt gọp rồi mình phải chương người nát đồng rồi gọi vẹo và thì đó hay mình được sống.